Hello, xin chào tất cả các bạn đã trở lại với kênh của Vũ Tuấn Thì Hiện tại là bước qua một ngày kỷ lễ của Tết Nguyên Đán rồi Chúc khách hàng năm mới luôn luôn mạnh khỏe và vạn dặm bình an Thì hôm nay em xin phép được cập nhật lại toàn bộ chính sách giá của các dòng xe của VinFast Bao gồm là các dòng xe điện và cung cấp ra thị trường hiện nay Và những dòng xe có thể sắp tới sẽ giao ví dụ như VF7 hoặc là VF6 tùy các phiên bản Thì mọi người cùng xem hết video với em nhé Xin mời tất cả mọi người Vâng, xin chào tất cả mọi người Sau đây thì em xin phép được cập nhật thông tin cũng như tất cả chính sách của các dòng xe điện của VinFast Thì hiện tại đối với VinFast thì hiện tại chắc mọi người vẫn đã biết rồi là Các dòng xe đang được phân phối ra thị trường bao gồm là VF5, VF6, VF34, VF7 và VF8, VF9 Thì riêng đối với vòng VF7 thì hiện tại mới là có chính sách nhận cọc và chính sách giao xe thì chưa có thông tin cụ thể nhưng mà theo bên em nắm được thì uh, chính uh, thả tầm cuối tháng 3 đầu tháng 4 Vinfast sẽ uh, bắt đầu chuẩn bị giao những các chiếc xe VF7 đầu tiên thì trước thời gian đấy thì em sẽ lên một cái video để cập nhật chính uh, thông tin cũng như uh, lượng xe ra của VF7 để cho uh, mọi người cùng nắm được thì hôm nay em uh, xin uh, uh, phép được uh, công bố chính sách các dòng xe của VinFast. Thì đầu tiên đối với VF5 thì VF5 đang có giá là 468 triệu đối với bản thuê pin. Và nếu mà mua pin thì khách hàng sẽ phải cộng thêm 80 triệu nữa thành 548 triệu. Và trong thời điểm này thì VinFast đang hỗ trợ đối với VF5 là 25 miễn phí thuê pin. 25 miễn phí thuê pin nhé mọi người nhé. Thì ví dụ đối với giá xe thuê pin thì khách hàng được miễn phí còn trường hợp khách hàng mua pin thì sẽ được trừ trực tiếp vào giá xe. Ví dụ giá thuê pin của Vinfast VF5 đang là 1 triệu 6. Thì mỗi 2 năm thì sẽ thành là được 38 triệu. Thì khách hàng sẽ được trừ trực tiếp 38 triệu vào giá xe. Và ví dụ là 548 triệu sẽ trừ 38 triệu thì còn 510 triệu đối với khách hàng mua pin. Đấy là chính sách của VF5 Plus. Tiếp đến là VF34. Thì VF34 cũng vậy cũng sẽ được miễn phí 25 thuê pin và nếu mà khách hàng mua pin thì sẽ trừ trực tiếp vào giá xe là được 50 triệu trong vòng 25 miễn phí. Tiếp đến là bản VF6 bản bay. Thì VF6 bản bay thì hiện tại đang có giá là 675 triệu. Và bản Plus là 765 triệu. Và hai phiên bản này cũng vẫn đang được miễn phí thuê pin trong vòng 25. Và miễn phí thuê pin này nếu mà khách hàng mua pin thì giá pin của VF6 đang là cộng là 90 triệu nữa. Thì nếu mà khách hàng mua pin thì sẽ được trừ là 43 triệu vào giá xe. Đơn cử như VF6 Plus đang cung cấp ra thị trường hiện nay. Thì đang là 765 triệu. Khách hàng sẽ trừ cộng với 90 triệu. Thành 855 triệu. Và khách hàng sẽ trừ 43 triệu đi. Thì khách hàng sẽ còn 810 triệu. Chính xác là 812 triệu. Đối với bản VF6 bản Plus mua bin. đấy nó sẽ được trừ trực tiếp vào giá xe tiếp đến là VF7 thì VF7 vẫn có hai phiên bản là 850 đối với bản pay và 999 triệu đối với bản Plus và thuê pin thì hiện tại đối với bản VF7 thì bọn em chưa có chính sách gì tại vì liên quan đến là thứ nhất là thời gian giao xe tại vì chính sách thì trong một tháng thôi thì nếu mà có thể thời điểm này khách hàng nào có nhu cầu đặt cọc thì bọn em sẽ vẫn hỗ trợ còn nếu mà để chính sách cụ thể thì hiện tại đang chính sách là đang như thế mọi người cần thêm hỗ trợ thông tin gì thì cứ liên hệ trực tiếp với em thì em chia sẻ thêm thông tin về v7 cho mọi người và lịch trình giao xe là sẽ như vậy là sẽ rơi khoảng là cuối tháng 3 đầu tháng 4 tiếp đến là vf 8 thì v8 thì cũng có hai phiên bản đó là phiên bản Eco và Plus thì riêng đối với v 8 9 thì đã có pin mới rồi là pin cáeo có thể di chuyển đến gần 600 cây thì đối với bản Eco thì hiện tại đang giá thuê pin đang là 1 tỷ 144 triệu và bản Plus thì sẽ được là 1 tỷ 333 triệu. Nhưng khách hàng cũng sẽ được miễn phí 25 thuê pin. 25 thuê pin sẽ rơi khoảng là 69 triệu nếu mà chờ khách hàng mua pin. Nhưng mà có một chút là mua pin khách hàng sẽ bị cộng thêm 5%. Tức là ví dụ VinFast bây giờ đang bán pin cắt là 210 triệu. Đối với phiên bản VF8 là 210 triệu thì khách hàng có thể trừ trực tiếp là 69 triệu vào giá xe nữa, cũng là số tiền khá lớn đấy. là sẽ được trừ trực tiếp vào giá xe. Tiếp theo đó, khách hàng sẽ được miễn phí sạc 25 nhưng giá trị của miễn phí gói sạc đấy của khách hàng sẽ là cung cấp ra là một cái thẻ dịch vụ trị giá là 29 triệu hoặc là trực sử dụng trực tiếp ở trên app. Cái này thì uh, mọi người nếu mà mọi người đã được sử dụng VF5 thì mọi người sẽ nắm được là chính sách uh, miễn phí sạc kể cả VF6 đợt vừa rồi ra cũng thế là sẽ được tặng miễn phí sạc là giá trị bằng giá trị khi sử dụng hết số tiền đấy là 27 triệu mọi người nhé VF8 sẽ được là 27 triệu tiếp đến là VF9 thì VF9 đang có giá là Eco là 1 tỷ 566 triệu và Plus là 1 tỷ 760 triệu và hai phiên bản này cũng thuê pin và đặc biệt giá mua pin của VF9 đang có giá là hơi cao so với mặt bằng chung nên thành ra là thực ra là nếu mà khách hàng thuê pin thì sẽ hợp lý cho khách hàng hơn tại thì đấy là theo em là thế tại vì bỏ ra số tiền đến hơn 500 triệu cơ nên thành ra nó cũng hơi cao và khách hàng vẫn sẽ được miễn phí từ 2 năm thuê pin tiếp đó và khách hàng sẽ được sạc miễn phí và giá trị sạc miễn phí là 30 triệu mọi người nhé miễn phí sạc là 30 triệu đối với VF9 và được vẫn được miễn phí năm thuê pin. Thì riêng có đối với có VF8, VF9 là được miễn phí sạc thêm giá trị sạc này thôi. Còn các dòng xe kia thì sẽ được chỉ miễn phí 25 thuê pin thôi. Như vậy mọi người đã nắm được qua thông tin của các dòng xe của VinFast chưa? Xin cảm ơn tất cả mọi người. Như vậy qua video vừa rồi mọi người đã nắm được thông tin cũng như chính sách và thời điểm giao xe của dòng xe chưa? Mọi người cần thêm thông tin chi tiết gì thì liên hệ theo số hotline của em bên dưới nhé. Và đặc biệt mọi người có nhu cầu mua xe hãy ủng hộ em nhé. Quốc Tuấn xin chào tất cả mọi người. Hẹn gặp mọi người ở các video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.